Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Thoại Phạm Stock. Rất vui em anh chị làm nhau trong bản tin nhanh thị trường hay của em. Thị trường tiếp tục có một phiên giao dịch khá là buồn tẻ và kết thúc trong một trạng thái tăng điểm nhẹ. Đầu phiên mặc dù nó có một sự bật tăng rất là hưng phấn từ hiệu ứng từ thị trường chứng khoán đêm qua, sau cái thông tin chỉ số CPI của Mỹ tiếp tục có một sự giảm xuống. Nhưng với cái trạng thái dòng tiền khá yếu của VN-Index thì không thể níu giữ được điểm số của chúng ta quá là tích cực đến cuối phiên giao dịch khi nó chạm với cái ngưỡng kháng cự 1.065 điểm. Và cuối phiên thì chúng ta thấy được nó có một trạng thái bị bán ngược trở lại. Và phiên ngày hôm nay khi thị trường có trạng thái bật tăng hưng phấn như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều nhà đầu tư chúng ta sẽ bị FOMO và mua đuổi cổ phiếu đầu phiên. Và anh chị em nào mà chúng ta kiên nhẫn giữ được tiền thì em chúc mừng anh chị em chúng ta ngày hôm nay không mua vào. Còn đối với anh chị em chúng ta mà đã FOMO mua vào thì rất là chê buồn với anh chị em chúng ta. Bởi vì nếu như anh chị có đón coi video ngày hôm qua thì em đã dặn dò rất kỹ anh chị em chúng ta là ngày hôm nay thị trường sẽ quay trở lại test lại cái ngưỡng 1.065 điểm, và đây là cái lần thứ ba. Và như lịch sử chúng ta đã thường xem rồi, ở cái lần thứ ba nếu như thất bại thì những cái rủi ro nó xảy ra, những nhịp rũ bỏ mạnh ở đoạn phía sau là nó rất là cao, nên chúng ta mà đu ngày hôm nay thì cũng thực sự là rủi ro cho chúng ta. Và cuối phiên ngày hôm nay đấy, chị cũng có thể thấy được thị trường nó cũng có những cái sự rung lắc khá là mạnh khi thị trường nó có những cái đợt giảm giá về khoảng giá 1.055 điểm. Thì thời điểm đó mới bắt đầu có nhiều anh chị em chúng ta mới nhắn tin hỏi em là có nên bán cổ phiếu ra hay không, và có nhiều anh chị em còn mang cả hàng ra định bán ở ATC. Nhưng anh chị phải hiểu rằng chúng ta nên bán khi mà cái lực cầu còn nhiều. Sáng nay tại vì sao khi trường bật tăng tốt chúng ta không bán, đúng không ạ? Còn khi mà đến thời điểm cuối phiên rồi ATC thì anh chị em chúng ta mang hàng ra bán, lúc đó nó sẽ không hợp lý. Bởi vì anh chị để ý thấy rất nhiều lần rồi, nếu như thị trường bị ép bán ở phiên ATC thì cái phiên sau đó nó thường có hiện tượng là trả điểm trở lại. Thì chúng ta cứ đợi đến khi thị trường vào phiên dịch sau chúng ta bán nó cũng được anh chị nhá, chứ chúng ta không phải nhất thiết bán hoảng loạn phiên ngày hôm nay. Và anh chị cứ xem mà xem, ngày hôm nay chị nào chúng ta mang hàng ra bán ở ATC thì đến ngày hôm sau, ngày hôm thứ hai, anh chị sẽ thấy được cái sự mất hàng của mình anh chị nhá. Trong một ngày mà thị trường của chúng ta nó không có quá nhiều sự biến động về cái mặt điểm số thì nội tại của VN-Index cũng có những cái sự biến động về cái mặt dòng tiền. Khi chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay dòng tiền nó tìm đến nhóm ngành mà chúng ta thấy được trong rất nhiều phiên giao dịch vừa rồi nó không có sự bật tăng, đó chính là nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng. Khi một mình nhóm ngành ngân hàng đóng góp đâu đó khoảng 3,7 điểm trong cái điểm số tăng của thị trường chúng ta, và với một cái trạng thái là dòng tiền yếu như hiện tại khi kéo dòng banh thì một điều hiển nhiên anh chị nhìn thấy trên thị trường gần như các nhóm ngành khác có một trạng thái là tích lũy đi ngang hay là nhiều dòng có một trạng thái điều chỉnh cũng khá là mạnh. Nói về dòng banh thì chị có thể nhìn thấy được điểm sáng nó đến từ ba con cổ phiếu ở nhóm ngành banh. Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là con cổ phiếu của VBank. VBank thì chúng ta thấy được nó được kéo rất là tốt ở phiên chiều khi kết phiên nó có một trạng thái bật tăng đâu đó khoảng 0,7 điểm, tương tăng 3,74%. Tiếp đó là hai con cổ phiếu Vietcombank và BID. Vietcombank thì anh chị thấy được là sau khi nó tạo ra một cây nến bị bán ngược trở lại đây, nó có quá trình điều chỉnh thì ngày hôm nay nó có một quá trình là hồi phục trở lại bên trên. Tất nhiên là đây không phải điểm mua cho chúng ta, và cái việc nó kéo nhanh thì cũng kệ nó chị nhá. Và một con cổ phiếu khác là con cổ phiếu BID. Cổ phiếu BID thì đánh giá là một con cổ phiếu mà có cái nền giá hiện tại khá là tốt so với đại đa số các cổ phiếu khác trong ngành của ngân hàng, và anh chị thấy được nó đang thu hẹp dần cái biên độ vào khi nó gặp lại cái vùng cản đây, chị có thể thấy không ạ? Khi gặp vùng cản đây thì bắt đầu nó có những cái sự ban đầu sự dao động rất là lỏng lẻo, và sau đó bắt đầu có sự thu hẹp dần biên độ vào đây thì cái xác suất mà nó có thể bật tăng cũng khá là cao chị nhá. Và cổ phiếu BID cũng là cổ phiếu mà em cho khách hàng của em, ngày hôm qua em có trao đổi trong video em bảo là cũng cho khách hàng để mua đấy, thì đó chính là con cổ phiếu BID nhá. Thì ngày hôm qua cũng khuyến nghị anh chị em khách hàng mua, thì ngày hôm nay anh chị có thể thấy được nó cũng có một trạng thái bật tăng, mặc dù tăng không mạnh nhưng nếu như chúng ta ngày hôm nay so với đại đa số các cái cổ phiếu ngày hôm qua mà anh chị em chúng ta đua lệnh thì anh chị có thể thấy được nó cũng khá là tích cực khi nó có một trạng thái xanh khoảng 1%, đúng không ạ? Trong khi những cổ phiếu khác anh chị đu có khi âm 3-4% rồi. Nên dọa thị trường hiện tại, cái việc mà chúng ta nhìn nhận ra các cái cổ phiếu để chúng ta tham gia cũng như một cái độ cảm với cái dòng tiền, tức anh chị làm sao phải cảm nhận được là dòng tiền hiện tại nó đang có xu hướng nó sẽ chuyển dịch về đâu. Thế chị hãy chọn những cái cổ phiếu trong những nhóm ngành đó, chọn những cái cổ phiếu nó có những cái nền tảng đủ tốt, đủ an toàn để chị tham gia vào, thì anh chị khi có những biến động thì anh chị em chúng ta sẽ không gặp phải những cái rủi ro quá lớn, kể cả những cổ phiếu BID ngày hôm nay của em và khách hàng. Anh chị có thể thấy được nó tăng như vậy, kể cả sang đến thứ hai thì hàng về rồi thì mình sẽ xử lý tài khoản rất là nhanh, và mình cũng đang có những cái lợi thế là mình cũng có cái hàng sẵn này ạ.
Đấy là cái điều mà em muốn chú ý trong đoạn thị trường hiện tại, chứ không phải là chúng ta cứ thấy xanh chúng ta thấy tím rồi chúng ta hô hào nhau múc đi đúng không ạ, sau đó đến khi tài khoản về thì tài khoản đã bị âm rồi. Ví dụ cho anh chị chẳng hạn như ngày hôm qua chị thấy được con cổ phiếu của IDI đi, cổ phiếu IDI chị thấy được ngày hôm qua nó còn có một trạng thái bật tăng gần như trần đúng không ạ, nhưng đến ngày hôm nay thì sao, nó trả lại khoảng gần âm 4%. Thế thì ngày hôm qua anh chị em chúng ta mà có đu cao đối với cổ phiếu IDI ở cái vùng giá cao nhất thì bây giờ có phải chúng ta đã dính vào cái lệnh cắt lỗ của mình ạ, cắt 1/2 rồi đúng không ạ. Thế thì đến thứ hai mà cái lượng hàng thì nó về sâu chúng ta chưa biết được xu hướng ra sao đúng không ạ, nếu như tăng thì không vấn đề, nhưng mà chẳng may ấy chị nhá, cái lượng lực cung ở cái phiên giao dịch của ngày 12 tháng 10 12 tháng 1 hôm qua nó về và nó lớn quá, nó làm cho cổ phiếu bị bán sâu xuống thì có khi chúng ta bị kẹt hàng ngay đúng không ạ. Đấy, hay là cổ phiếu VCG trong ngành của đầu tư công thôi, đến ngày hôm qua nó cũng tăng rất là tốt đúng không chị, còn tăng ATC thì ngày hôm nay nó đặt đúng ATC, nghĩa là ngày hôm qua tăng ra sao thì ngày hôm nay đặt đúng ngược trở lại như vậy, và nó cũng giảm 3,19%. Đấy, phải là anh chị em chúng ta mà cứ mua đua lệnh cổ phiếu anh chị thấy rủi ro không ạ, chắc chắn anh chị rất là rủi ro đúng không, anh chị đã nhìn thấy được những cái bài học nó hiển hiện ra trước mắt rồi. Đấy, nên chúng ta phải mua cái nền giá như cái chiến lược em bảo anh chị, chọn những cái nhóm ngành cổ phiếu mà xác định được cái dòng tiền sẽ tham gia ở đâu để chúng ta ngồi vào trước, và chúng ta chọn những cái cổ phiếu nó có mẫu hình đẹp đúng không ạ. Chẳng như cổ phiếu BID anh chị biết được là khi mà các nhóm mid cap nó tăng quá nhiều rồi thì nó sẽ xảy ra những cái sự điều chỉnh, và khi những cái nhịp điều chỉnh anh chị biết được rồi đúng không, là cái dòng tiền nó thường nó sẽ bắt đầu kéo vào cái nhóm cổ phiếu trụ đó níu giữ cái chỉ số, thì chúng ta nhảy vào đây trước, chúng ta đợi một cây nổ lên chúng ta bán thôi. Đấy, chúng ta chiến thuật như vậy, nên chúng ta cứ đi trước cái dòng tiền nó sẽ ok hơn ở đoạn thị trường hiện tại anh chị ạ. Đấy, còn rất nhiều cổ phiếu khác ngày hôm qua vẫn tăng tốt nhưng mà ngày hôm nay có một trạng thái điều chỉnh, nên chúng ta mà cứ đua lệnh thì thực sự là không được tích cực anh chị ạ. Đấy là về cái vận động của thị trường chúng ta trong cái phiên dịch của ngày hôm nay ở các cái nhóm ngành. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá cái xu hướng của VN-Index sau phiên ngày hôm nay, khi mà đã có lần thứ ba tiếp tục test về cái ngưỡng 1.065 điểm và tiếp tục có một sự thất bại, thì điều gì sẽ xảy ra đối với xu hướng VN-Index của chúng ta, liệu có những cái cú rũ bỏ rất là mạnh hay không, và chúng ta sẽ phải hành động ra sao, chúng ta có nên mua mới cho thị trường hiện tại hay không, hay là chúng ta sẽ chốt lời cổ phiếu ra, thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi vào để phân tích cái nội dung đó chị nhá. Thì anh chị đang xem cái video của em, nếu như thấy những cái chia sẻ em nó hữu ích với anh chị thì rất mong anh chị bỏ một chút thời gian thôi để like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ em những cái chia sẻ của em, và sau này em lên những cái video thì anh chị sẽ là những cái người được cập nhật đầu tiên anh chị nhá. Đấy, bởi vì những cái chia sẻ của em anh chị thấy được nó hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn khách quan, nhưng anh chị cứ nghe đúng không ạ, và hôm sau anh chị cứ thực hiện đúng như vậy thì anh chị có thấy được là những cái giá trị của video em mang tới cho anh chị đúng không ạ. Và trong đoạn thị trường hiện tại mà anh chị chúng ta đầu tư chịu hiệu quả, chưa xác định được những cái nhóm cổ phiếu hay là những cái nhóm ngành mà anh chị chúng ta có thể tham gia, điểm mua điểm bán cụ thể cổ phiếu, thì chị có thể liên hệ với em để tham gia với dung khách hàng của em tại hai công ty là công ty VPS và công ty TCBS anh chị nhé, Techcombank TCBS đấy. Thì anh chị chưa có thì em sẽ hướng dẫn chị em chúng ta mở tài khoản. Ở TCBS hiện tại thì nó đang có cái việc miễn phí giao dịch, thì anh chị có thể liên hệ với em thì em sẽ hướng dẫn chị em chúng ta mở tài khoản nhé. Cái việc mở tài khoản thì chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút thôi và chúng ta sẽ có tài khoản chị ạ. Đấy, còn về cái khóa học của em sắp tới thì em sẽ trao đổi chi tiết hơn ở cái phần cuối video này nhé. Đấy, bởi vì là cũng khá khá chị em đăng ký rồi thì cũng rất mong có thêm anh chị em chúng ta đăng ký để chúng ta sẽ đồng hành sang năm săn những cái con sóng lớn hơn anh chị nhé, khi mà chúng ta đã có kiến thức rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cái mặt điểm số vậy nhé. Anh chị có thể nhìn thấy được là thị trường ngày hôm nay nó có một cái mức tăng điểm khoảng 3,78 điểm, tương tăng 0,36%, và thị trường đóng phiên ở mức giá khoảng 1.065 60 điểm. Thực ra nó cũng không có quá nhiều biến động về cái mặt điểm số đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể nhìn về một cái sự biến động về cái điểm cao nhất, điểm thấp nhất. Thì ngày hôm nay thị trường nó cũng có cái biên giao dịch đâu đó khoảng 10 điểm, 11 điểm. Đấy, một cái biên giao dịch thực ra nó cũng không quá là lớn. Hiện tại thì dòng tiền nó như vậy, nó lưỡng lự như vậy thì thị trường thực ra nó cũng không thể có những cái biến động quá là mạnh được. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy được thị trường ngày hôm nay nó có một trạng thái bật tăng xanh về điểm số, nhưng khi chúng ta nhìn vào nội tại các nhóm ngành thì chúng ta thấy rõ ràng được là một cái trạng thái xanh vỏ đỏ lòng của thị trường chúng ta. Khi chúng ta thấy được là thị trường có đâu đó khoảng 197 mã giảm giá và chúng ta có các cái mã tăng giá nó chiếm tỷ lệ thấp hơn, khi chúng ta có khoảng 168 mã trong một trạng thái tăng giá và các cái mã giảm giá nó chiếm đâu đó khoảng 45% trên tổng số các cái mã trên thị trường, thì anh chị thấy được là cái việc chọn cổ phiếu dạng thị trường hiện tại mà kiếm được lợi nhuận thì nó cũng
không hề đơn giản, đúng không ạ? Đấy, và đây cũng là một cái dấu hiệu không được tích cực cho thị trường của chúng ta, khi chúng ta đã có hai cái phiên liên tiếp và thị trường nó có trạng thái là xanh và đỏ lòng, tức là thị trường trong hai phiên gần đây thì nó cứ xanh về mặt điểm số thôi, nhưng nội tại các nhóm ngành thì nó cũng không được tích cực khi dòng tiền nó có sự phân hóa và chỉ tập trung ở một số nhóm ngành thôi. Đấy, do thị trường hiện tại chị thấy được là chị mua cổ phiếu thì cái việc mà chúng ta có những khoản lãi nó không hề đơn giản, không hề dễ dàng. Trạng thái vận động của VN-Index thì nó được thể hiện rõ trên cái mặt đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về cái mặt mặt thanh khoản. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về cái yếu tố về hình thái cây nến. Thì chúng ta kết hợp hai yếu tố ngày hôm nay vào thì chúng ta sẽ thấy được đây là một cái phiên nó cho thấy cái lực cầu trên lực cung trên thị trường chúng ta vẫn còn rất là nhiều. Tại vì sao lại như thế? Thì anh chị có thể nhìn về cái hình thái cây nến, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cây nến đỏ chứ không phải là một cây nến xanh. Khi mà thị trường nó có những trạng thái nó kéo đầu phiên và cuối phiên bị bán ngược trở lại. Tiếp theo chúng ta nhìn về yếu tố thanh khoản. Thanh khoản ngày hôm nay thì tiếp tục có một sự gia tăng, tiếp tục có một sự gia tăng này nhá. Đây chị nhìn thấy. Nhưng sự gia tăng trong một cái biên nến giảm thì nó cho thấy được là cái biên bên cung đang chiến thắng bên cầu. Thì nó cho thấy được là thị trường hiện tại nó cứ tiến về cái ngưỡng khoảng 1.065 điểm thì cái lực cung ra cũng còn khá là nhiều nhá. Cũng còn khá là nhiều khi lực cung ở bên trên khá là nhiều, điều đó thể hiện ở đây. Hình thái cái nến cũng như là yếu tố về thanh khoản. Đó là về cái phiên giao dịch của ngày hôm nay. Và chúng ta có thể nhìn thấy được ngày hôm nay khi thị trường nó tiếp tục có những cái trạng thái vận động và test lại cái ngưỡng khoảng 1.065 điểm. Mặc dù có những thời điểm thị trường nó đã cố kéo vượt qua ở khoảng giá 1.066 điểm như chị nhìn đây, nhưng mà cuối phiên thì bán ngược trở lại cộng với thanh khoản gia tăng thì anh chị đã thấy được là cái lực cung còn rất là nhiều ạ. Và nếu như anh chị em chúng ta mà có đọc những cuốn sách của William O'Neil liên quan đến cái quyển mà làm giàu từ chứng khoán thì anh chị có biết được về cái lý thuyết của cái khái niệm về việc một phiên phân phối, đúng không ạ? Thế chị thấy được là hiện tại thị trường của chúng ta nó đã có 4 phiên phân phối rồi. Đây em sẽ vẽ cho chị 1 này, 2 này, 3 này. Và đây là phiên thứ 4 nhá. Tức là những cái phiên phân phối ấy, là cái phiên mà nó có trạng thái là đầu phiên tăng, cuối phiên giảm. Cùng với đó là trạng thái thanh khoản nó có sự gia tăng cao hơn so với phiên dịch trước đó. Hoặc là một cái phiên mà có sự giảm điểm cộng với yếu tố thanh khoản sự gia tăng. Thế chị có thể nhìn thấy được ở đây có những cái phiên nó trạng thái giảm giá cùng thanh khoản gia tăng. Đây là những cái phiên mà có trạng thái là tăng giá nhẹ nhưng anh chị thấy được là đầu phiên tăng cuối phiên giảm, thanh khoản có sự gia tăng. Hay phiên ngày hôm nay cũng kiểu như vậy, đúng không ạ? Đầu phiên tăng cuối phiên giảm và thanh khoản gia tăng cũng là một cái trạng thái phiên phân phối. Và đây cũng trạng thái như vậy chị nhá. Thì thị trường hiện tại anh chị có thể nhìn thấy được là nó có 4 cái phiên phân phối rồi. 4 phiên phân phối rồi. Và anh chị cũng xem nhiều video thì anh chị cũng biết rồi. Khi mà thị trường của chúng ta ấy, nó có những cái trạng thái phân phối từ 4 phiên giao dịch trở lên thì cái việc mà anh chị chúng ta cần làm ấy là chúng ta nên hạn chế mua mới cổ phiếu quá là nhiều nếu như nó không có những cái tín hiệu xác nhận thực sự vượt qua được khỏi 1.065 điểm, và ưu tiên giữ tiền mặt của mình thay vì chúng ta cố gắng để tham gia dọn thị trường khi nó đã có quá nhiều phiên phân phối ấy chị nhá. Đấy, và khi thị trường của chúng ta nó có những cái trạng thái là phân phối khoảng trên 4 phiên thì cái khả năng xảy ra những cái nhịp rũ bỏ trong thời gian tới sẽ là khá là cao, nó có thể xảy ra chị nhá. Nó tất nhiên không phải là phiên thứ hai tuần sau nó phải diễn ra ngay, không phải là phiên thứ tư tuần sau hoặc phiên thứ ba tuần sau nó phải diễn ra ngay, nhưng đây là những cái tín hiệu cảnh báo sớm anh chị ạ, để chúng ta biết được và đưa ra những cái hướng chúng ta giao dịch ở đoạn thị trường hiện tại, tỷ trọng nó làm sao, đúng không ạ? Cổ phiếu là chúng ta nên tham gia. Nếu như anh chị em chúng ta mà tham gia với một cái sự chuẩn bị nó không được kỹ càng thì khi mà thị trường nó đạt những trạng thái phân phối như vậy thì anh chị em chúng ta có thể mất tiền rất là nhanh. Kể cả anh chị nhìn vào cái đoạn trước đây, một đoạn gần nhất đây thì em sẽ cho anh chị thấy khi thị trường đi lên bắt đầu xuất hiện những cái phiên phân phối, đúng không ạ? Một phiên, đúng không ạ? Hai phiên, đúng không ạ? Ba phiên, đúng không ạ? Bốn phiên, đúng không ạ? Khi đó có rất nhiều anh chị em chúng ta bảo là phân phối thì có cái gì đâu phải sợ, đúng không ạ? Có nhiều kênh, nhưng anh chị có thể thấy được bốn phiên, đúng không ạ? Bắt đầu là đây, bắt đầu xuất hiện cả phiên bao nhiêu, phiên thứ năm, đúng không ạ? Thì làm sao anh chị thấy, đúng không ạ? Sau đó thì nó bước vào quá trình nó điều chỉnh, nó rũ bỏ đấy anh chị, nó rũ bỏ như nhà đầu tư. Hiện tại thị trường cũng được 4 phiên rồi thì kể cả sang tuần xuất hiện thêm phiên phân phối thứ năm thì thị trường của chúng ta nó điều chỉnh sâu xuống, nó rũ bỏ tất cả những cái nền giá đây, thì anh chị em chúng ta mua vào có phải là chúng ta sẽ gặp phải những cái sự lỗ không? Nên anh chị em chúng ta tuyệt đối không được chủ quan nhé, tuyệt đối không được chủ quan với cái thị trường. Đấy là cái yếu tố đầu tiên, tức là em đang trao đổi với anh chị em chúng ta là yếu tố phân phối thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về một cái yếu tố tại vì sao lại có thể xảy ra những cái phiên rũ bỏ. Là anh chị nhìn thấy được thị trường hiện tại nó đã có 3 lần test lại cái ngưỡng kháng cự
đó chính là cái những kháng cự 1.065 điểm. Và như những video trước thì em đã từng nói với chị rồi, thị trường khi nó xảy ra từ 3 phiên trở lên, từ 3 cái nhịp mà nó quay trở lại test một kháng cự, nó không vượt được qua thì cái xác suất mà nó quay trở lại nó rũ bỏ nó sẽ rất là cao nhá chị nhá. Đấy, chị có thể nhìn thấy đoạn trước đây đâu, khi thị trường của chúng ta nó có một này, hai này và nhịp thứ ba đúng không ạ, nó xảy ra những nhịp nó điều chỉnh rũ bỏ thủng cái nền giá này, hay ở đây thôi chị có thể nhìn thấy là một này, hai và ba, nó rũ bỏ những cái nền giá chưa ạ, nó rũ bỏ chưa ạ, anh chị đã nhìn thấy chưa ạ? Đấy là những cái lịch sử nó đã lặp lại và nó vẫn lặp lại như vậy. Và chị em một này, hai này, ba chị đó, sau đó rũ chưa đấy. Nên anh chị em chúng ta ngoài yếu tố về phân phối đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy được là những cái lịch sử đã luôn chứng minh là hai này, ba đúng không ạ anh chị ạ, đây là bốn này, đây một hai ba đúng không ạ, bắt đầu rũ xuống đúng không ạ, rũ một cây xong bắt đầu lại lên đây, rũ mạnh thêm cây nữa. Thế chị có thể nhìn thấy được nó đã có trong lịch sử rồi, chứ không phải là tự nhiên mà em đưa ra cho chị những cái quan điểm đó, những cái quan điểm mà nó chưa có đâu cả. Đấy chị nhìn thấy chưa, nó khi nó đạt được 3 lần mà nó tạo ra vùng cân bằng trên, nó sẽ có những quá trình nó rũ bỏ xuống bên dưới. Thì anh chị cũng phải lưu ý ở giai đoạn thị trường hiện tại, khi nó test quá nhiều lần mà nó không có những cái điểm xác nhận lên bên trên cùng dòng tiền tham gia mạnh thì có thể nó sẽ có những nhịp nó rũ bỏ xuống bên dưới ở đây. Nên đó là lý do vì sao mà anh chị cần phải lưu ý những cái rủi ro có thể chờ đón anh chị em chúng ta ở trong tuần tiếp theo. Nên chúng ta bây giờ trong thị trường hiện tại thì ưu tiên hơn cho em cái việc mà quản trị rủi ro của mình, chốt lời thì nhiều hơn và mua mới thì cũng thật sự là phải cẩn trọng anh chị nhá. Bởi vì anh chị bây giờ có mua mới sang tuần thôi là chúng ta cũng chỉ có 3 phiên giao dịch đúng không ạ, à 4 phiên giao dịch, thì bây giờ anh chị mua thứ hai thì được, thứ ba thì cũng có thể, nếu như chị mua để nó kịp cái T về để chúng ta có thể bán hàng trước khi kỳ nghỉ lễ, chứ còn anh chị em mua kỳ nghỉ lễ em cái sau lễ cầm một cái cổ phiếu nó lỗ hai lắm đúng không ạ, chúng ta mua một cổ phiếu lỗ từ năm này qua năm khác nó cũng không thực sự là may mắn. Ở đây chị em chúng ta phải hết sức chú ý cho em cái điều như vậy nhá. Đấy là hai cái yếu tố, đầu tiên là về những phiên phối, thứ hai là về cái việc chúng ta test lại 3 lần ở một cái vùng kháng cự nó liên tiếp có những cái sự thất bại, nó giảm xuống và thanh khoản nó vẫn cao, tức là cái lượng cung còn nhiều, thì khi mà test quá nhiều lần không thành công thì chúng ta phải hiểu là nó sẽ xảy ra những nhịp nó rút bỏ. Bây giờ ở bên trên này sẽ có nhiều nhà đầu tư mắc rồi nhá, ở đây này rất nhiều nhà đầu tư mà ngày mai mắc này, hôm trước này, hôm trước nữa đây này. Đấy, và ở đây người ta cũng còn rất là nhiều anh chị nhá, ở đây đây đấy, thì nó phải rũ một cái xuống, nó chỉ cần rũ xuống một cái thôi là chắc chắn là mấy ông phân tích kỹ thuật đúng không ạ, mấy ông mua cái nền giá này thì phải nháo nhào bán ra để chạy thôi, thì khi chạy rồi thì nó chỉ cần có một phiên rũ xuống như vậy đúng không ạ, nó hồi lên bên trên là chúng ta sẽ chờ đón một nhịp bật tăng rất là bền vững anh chị ạ. Tức là nếu như thị trường bật tăng ngay lên ấy, thì lại không đánh giá cao đâu, đó kẻ bật tăng ngay lên không đánh giá cao đâu, mà thị trường nó rũ một cái xuống này sau đó nó mới bật tăng lên ấy, thì đó mới là một trạng thái bật tăng tích cực nhất anh chị nhá, nó có sự rũ bỏ rồi, đu bám đã hết rồi thì sau này nó đi lên ấy, nó mới bền vững, còn nó kéo thẳng lên thì em đánh giá nó không được bền vững. Đấy, anh chị em chúng ta phải hiểu vận động như vậy để anh chị em chúng ta sẽ đưa ra những cái chiến lược để mình đầu tư ở trong những cái phiên dịch tiếp theo. Đấy, anh chị ưu tiên cho em cái việc nếu như thứ hai tuần sau nhá, tuần sau về cái việc chốt lời anh chị em chúng ta nhớ cho em, chốt lời mua mới đấy thì em đã đánh giá rồi, cái việc mua mới sẽ phải hết sức cẩn trọng rồi. Chốt lời ấy, thì anh chị em chúng ta chú ý cho em tuần tiếp theo nếu như nó tiếp tục kéo lên cái ngưỡng 1.065 điểm ở thứ hai tuần sau nhá, tiếp tục fail tiếp đi thì anh chị em chúng ta nên hạ cổ phiếu ra nhá, nên hạ ra, bởi vì ngày hôm nay cũng là những cái thời điểm anh chị em bán là hợp lý thôi. Đấy, ngày hôm nay nó kéo lên bên trên đó và đến anh chị em chúng ta mà chưa bán được thì canh cho em, cứ nhìn VN Index khi nào mà có lên vùng giá 1.065 điểm ấy thì anh chị em chúng ta nên bán ra nhá chị nhá, nên bán ra để chúng ta cầm tiền về. Đấy, qua năm mới thì chúng ta chơi cũng được, bởi vì thị trường nó khó quá thì chúng ta cũng không phải cố gắng để xuất hiện trên thị trường quá là nhiều làm gì anh chị ạ. Đấy, quá nhiều, thì đấy là những cái lưu ý về phiên dịch ngày hôm nay mà em muốn gửi tới anh chị em chúng ta, nó sẽ mang nhiều tố rủi ro hơn đúng không ạ, bởi vì thị trường nó bật tăng mãi nó không qua rồi, vượt qua mãi không qua được thì lên không được thì phải xuống thôi đúng không ạ. Đấy, nên anh chị em chúng ta phải chú ý. Còn cái việc mà nó rũ bỏ nhá, đấy phải đính chính với chị, cái việc nó điều chỉnh nó rũ bỏ nó không phải là cái gì quá là tồi tệ về thị trường, nó là một cái vận động các chị phải hiểu, nó là vận động rất là bình thường và nó là một vận động cực kỳ quan trọng khi đi lên chị nhá, kiểu như khi đi lên chúng ta phải có những quá trình nghỉ ngơi điều chỉnh lấy sức lại cho nó bật tăng tiếp lên, chứ không phải là có những cái gì quá là tiêu cực. Đấy, chị chú cho em nhá, không phải bao giờ chúng ta cũng thích cổ phiếu mình xanh tím đúng không, thế thì bê xanh tím mãi thì ai người lãi và ai người lộ trên thị trường. Đấy là về cái chia sẻ của em. Còn về cái khóa học sắp tới,
Đấy thì cũng có một số anh chị bạn bắt đầu hỏi em về cái lịch chi tiết hơn, thì đó là cái lịch ở sau thời điểm Tết âm nhá, thì coi như chúng ta sẽ khai xuân, và anh chị có thể lên trên kênh của em ấy, thì anh chị vào cái phần mô tả cái video của em, hay là anh chị chúng ta có thể là đây ạ, đây là cái đăng ký đây, chị bấm phần mô tả sẽ có, hoặc là bên dưới phần comment cũng để đấy, thì anh chị chỉ cần bấm vào đây thôi, sau đó thì nó sẽ mở ra cái form, thì anh chị có thể đăng ký ở đây đấy, họ tên anh chị là gì, email gì, số điện thoại, và anh chị đăng ký theo nhóm hay là có thuộc hệ thống khách hàng của em hay không thì cũng sẽ được ưu đãi hơn về cái giá phí. Đây là cái chi tiết về khóa học anh chị nhá. Đấy thì trong khóa học thì em sẽ đưa cho anh chị những cái tổng quan nhất, tức là chị sẽ đi từ cái tổng quan nhất về một cái phương pháp của em là gì, sau bắt đầu mình sẽ đi chi tiết, bắt đầu mình sẽ đi bóc tách từng cái trong đó ra và bắt đầu xây dựng cho anh em chúng ta một cái chiến lược giao dịch. Đấy, chiến lược giao dịch anh chị sẽ biết được là các cái thanh ba trong việc chúng ta giao dịch này, và xác định những cái việc chúng ta xác định đỉnh đáy của thị trường, đỉnh đáy của cổ phiếu, hay những cái mẫu hình tích lũy, mẫu hình phân phối, và chúng ta sẽ có những cả những cái mẫu hình lướt sóng cho anh chị em chúng ta mà chúng ta thích cái kiểu lướt sóng đấy, thì cũng có những mô hình, và quan trọng là sẽ đưa cho anh chị em chúng ta cái việc mua và bán, mua và bán nó quan trọng nhá, xác định những cái điểm mua điểm bán đấy, nên là sẽ đưa cho anh chị những cái kỹ thuật mua bán sớm ở những thời điểm mà test ra sao, đấy là những cái kỹ thuật mà em đang đang ứng dụng trong cái việc giao dịch của em, và khi anh chị học xong đấy, chị sẽ có một cái bộ hệ thống cho mình đấy, chị sẽ chủ động hơn trong cái việc anh chị mua bán, và chị biết nhìn nhận được dòng tiền, biết nhìn nhận được thị trường nó đang ở đâu để chúng ta có những cái quyết định nó hợp lý, cũng như là anh chị sẽ đi vốn ra sao, đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao mà thị trường nó ngày hôm qua nó tăng mà em không mua, mà em lại bảo anh chị khách hàng mua những con cổ phiếu như con BID, trong khi BID nó cũng không thực sự là bật tăng, quá là ngày hôm qua nó chỉ đứng im, đúng không ạ? Đấy lý do đó, hay còn nhiều các cổ phiếu khác chị ạ. Đấy thì cũng rất là hân hạnh đồng hành với anh chị, và anh chị thấy những cái chia sẻ của em hữu ích với anh chị và nó phù hợp với những cái thông tin mà anh chị đang tìm kiếm, thì anh chị chúng ta có thể ủng hộ em bằng việc anh chị chuyển ID về tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán Techcombank TCBS chị nhé. Cái việc anh chị chuyển ID thì nó cũng không mất phí gì cả, nhưng nó là những cái ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, và khi anh chị tham gia vào Zoom của em thì em sẽ đưa cho anh chị những cái điểm mua điểm bán cổ phiếu hàng ngày, để xem chúng ta sẽ có những cái view và chị sẽ nghiên cứu trước, và khi em đưa ra những cái điểm mua bán thì anh chị em chúng ta sẽ chủ động cái việc mua bán được, và anh chị cứ để lại comment bên dưới cái phần phần bình luận lại thì em sẽ hỗ trợ cho chúng ta giải đáp những cái mã của anh chị đang quan tâm, thì hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo của em, chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân của mình, và sẽ có những cái phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022 âm lịch, đúng không ạ, thật là nhiều may mắn ạ, cảm ơn anh chị.